Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 5 tóc cần Snop Bắt dành cho 100 user may mắn các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở link phong các bạn. Mình vừa đầu tiên bạn follow cho Discord làm sao để bạn vừa đầu tiên follow Twitter nữa nè. Twitter nó bạn theo dõi nè. Bạn like nè, bạn tweet luôn đi các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục follow kênh thứ hai của nó nè, mình theo dõi nè, bạn like nè, rồi bạn bắt đắp được các bạn, rồi tiếp tục join kênh Telegram đó nè các bạn, cái này khỏi bạn khỏi join cũng được các bạn, nó không có kêu mình khai báo mình khỏi join cũng được, bạn nào muốn join thì join, muốn không các bạn, rồi bạn bắt đắp lên, rồi tiếp tục bạn join sao Discord. Trên Discord thì bạn chấp nhận là mời người ta các bạn. Trên Discord thì các bạn gửi một tin nhắn đi các bạn. Good Arab. Good Arab. Gửi cho bot các bạn. Nếu không được thì bạn chọn tiếng Việt các bạn. Rồi. Chuẩn bị tham gia cuộc thi giải thưởng 100k nhé anh em. Rồi good này gấp, rồi bạn gửi cho bot nè bạn, rồi sau đó thì các bạn copy username mình nè, đây đây nè bạn, rồi các bạn sao chép nè nghe bạn, rồi các bạn bắt đắp ra đây nè, rồi các bạn sáng vào đây nha tất cả bạn, rồi tiếp tục thì dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ với ETH của mình trên với chocolate nha tất cả bạn, hoặc là MetaMask, bạn sao chép cái chia đó mình nè, mình dán vào đây nè các bạn, hay video nu comment trên, rồi tiếp tục thì quan điền là username Twitter mình nha các bạn, VNN9 nè các bạn, ở cộng win V24, rồi sau đó mà bấm gỡ là xong nữa các bạn. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 5 tóc cần Snop Bắt đến đây mới thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo tụi mình nhé.